Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Xà Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở ngay phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, ngay chợ Nhị Thiên Đường. Căn nhà mình có kích thước ngang 3m2 và chiều dài là 15m, nở hậu là 3m6. Nhà có kết cấu một trệt và một lầu. Nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách và phòng bếp rộng rãi. Căn nhà mình có chủ quyền hồng và hoàn công rồi. Diện tích đất được công nhận của nhà mình là 53m. Và diện tích hoàn công xây dựng là được gần 90m. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3 tỷ 380 triệu. 3 tỷ 380 triệu giá này còn thương lượng. Nếu cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ với kênh Nhà Đất Xà Thành, Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và sau đó sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này. Xin mời cô chú anh chị bạn xem ha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Vũ Hồng đang đứng ở góc đường Hoàng Minh Đạo với đường Phạm Thế Hiển ha. Thì bên trong đó là chợ Nhị Thiên Đường á. Bên đó là chợ Nhị Thiên Đường của phường 5 quận 8 ha. Căn chợ này là nhộn nhịp từ sáng đến chiều luôn nha anh chị và các bạn. Thì cái hướng này sẽ đi về trung tâm hành chính quận 8, đằng kia là cầu Hiệp Ân và đi qua bên kia là công an quận 8, ủy ban dân quận 8, trường Chánh Hưng và cầu Chánh Hưng, chợ Phạm Thế Hiển. Rẽ trái thì mình qua quận 5 ha. Và ở vị trí Du Hồng đang đứng là góc ngã ba đường Hoàng Minh Đạo và đường Phạm Thế Hiển. Và trong kia là chợ Nhị Thiên Đường. Chợ Nhị Thiên Đường ha. Du Hồng sẽ review cho anh chị bạn xem căn nhà nằm ở hẻm 1468 đường Phạm Thế Hiển nha. Hẻm đây là 1462, mình đi thẳng lên kia nữa là 1468 ha. Ngay đây là chợ Nhị Thiên Đường nha. Mình mua căn nhà này thì mình đi chợ đây rất gần luôn ha. Thì khu vực này gọi là khu vực chợ xe của đường Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8 ha. Thì ở đây là buôn bán sung túc từ sáng đến chiều luôn á. Đằng kia là cầu Nhị Thiên Đường. Đằng đó là cầu Nhị Thiên Đường, chỗ buôn bán xe ha. Rồi hẻm này là hẻm 1468 đường Phạm Thế Hiển ha. Rồi mình đi vào nhà nha. Thì nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Xà Thành thì cô chú anh chị bạn hãy đăng ký kênh ha. Và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Nhà Đất Xà Thành. Nếu mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Xà Thành review bất động sản rồi thì hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè, người thân của mình. Những người đang có nhu cầu thì mua bất động sản giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Và vào đây. Đây đến vị trí căn nhà mình rồi ha. Nhà mình phía bên ngoài là cửa nhôm chinh pha và ổ khóa điện tử ha. Bật ổ khóa lên, đóng lại, đóng cái cửa lại. Rồi, ở đây là phía trước nhà mình đây. Đây phía trước nhà mình đây ha. Rồi đây, để Vũ Hồng sẽ mở ổ khóa bằng ổ khóa điện tử cho cô chú anh chị bạn xem ha. Ổ khóa này là ổ khóa 2023, mẫu 2023 nha. Mình có thể mở bằng vân tay nè, mở bằng chìa nè, mở bằng app điện thoại nè, và mở bằng cạc luôn ha. Và đây là mở số, mã số. Còn vân tay thì mình đây, còn đây mã số ha. Giờ mình sẽ bấm mã số nha. Và bấm nút thăng. À, mở ha. Là sử dụng là ổ khóa điện tử ha. Ổ khóa này đặc biệt á, là ở bên trong á, là nó có thêm cái nút gài ha. Ở đây thì ổ khóa này á, là của tích lock ha. Và ổ khóa này bên trong có cái nút gài lại. Nó khi mà mình vô trong nè. Mình vô trong ha, mình gài nút ngang này thì chỉ có người nào có sở hữu cái chìa này thì mới mở được nha ha. Khóa ngang thì dù vân tay hay là mã số thì mình cũng vẫn không mở được, chỉ có những người có hai cái chìa này là cầm hai cái chìa này thì mới mở được. Ổ khóa này có thể mở vân tay, mở bằng mã thẻ nè, rồi thêm chìa, rồi thêm mở bằng app điện thoại luôn ha. Thì mình có thể tích hợp được nhiều cái mã cái cạc này, và vân tay thì được 100 cái vân dấu vân tay ha.
Rồi nhà thì sử dụng cửa nhôm chinh pha loại 1 nha, nhôm chinh pha loại 1 ha. Và căn nhà mình là căn sau lưng của mặt tiền đường Phạm Thế Hiển, ngay chợ Nhị Thiên Đường. Và phía ngoài thì chủ nhà ốp đá hoa cương từ dưới lên trên luôn. Và nhà thì chủ nhà làm sẵn màn cho mình rồi ha. Ở phía trước này chủ nhà đóng luôn cái hộp chứa ổ đồng hồ điện nè, cho nó đẹp ha, làm rất là tinh tế tỉ mỉ. Và ở phía trước có cái vòi nước để mình kéo ra mình rửa xe hay gì đây ha, rất hợp lý. Và bên đây là điện CP tổng của toàn của nhà mình. Và đây là được ốp gỗ cao lên đến trần hết luôn ha. Và ở những cái mảng này chủ nhà làm sẵn cho mình những cái kệ nhỏ để mình để đồ cho nó gọn ha, để đồ mà nó bảo hiểm rồi ha, những vật dụng đồ linh tinh giỏ đồ cho nó gọn nha. Nhà thì sử dụng toàn bộ là đèn led âm trần hết. Ở đây có cái đèn trang trí và có cái quạt luôn ha, sử dụng remote nha, remote nó đây đó, remote nè, có hẹn giờ đồ luôn ha. Ở đây là ốp gỗ toàn bộ ha. Và trong là đèn ngủ là có sẵn luôn ha. Bên đây là chỗ gắn tivi, nó ốp sẵn luôn, có hắt đèn bên trong luôn ha, có công tắc. Chút xíu Hồng mở cho cô chú chị bạn xem ha. Thì bên đây là chỗ để bộ salon, bên trong thì dán giấy dán tường Hàn Quốc. Ở đây thì khói này là bằng gỗ nha ha. Còn đây là gỗ, gỗ dạ, gỗ để trang trí, trang trí cho nó đẹp ha, gỗ nhựa, gỗ loại xanh. Còn đây là tấm PVC, đèn led hắt đèn màu rồi đầy đủ hết rồi nha. Nhìn thấy cây màu vàng này là có mùa xuân rồi ha. Vũ Hồng cũng sẵn đây, Vũ Hồng chúc cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành một năm mới an khang thịnh vượng nha. Cũng năm mới sắp tới đến rồi, chúc cô chú anh chị bạn tìm được những căn nhà như ý. Và chúc năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc ha, sức khỏe dồi dào. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng là được rồi. Cái vị trí này là chủ lắp sẵn cái chỗ để mình gắn cái tivi trên đây rồi ha, hệ thống cáp, hệ thống cáp rồi internet, công tắc đèn, công tắc điện đầy đủ hết rồi ha, đẹp nha. Đây là cái phòng khách của nhà mình ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn ngắm lại phòng không gian của phòng khách nhà mình ha. Không gian phòng khách của nhà mình là khá rộng nha, ở ngoài để xe bên ngoài, và vị trí bên trong này là để tivi xem và để cái sofa để xem tivi, rất là rộng rãi nha. Đặc biệt nhà mình ở dưới trệt là có làm một cái phòng để người lớn tuổi, họ ngại đi lên cầu thang hoặc đi lên cầu thang không được thì ở dưới này là sử dụng cái phòng ở dưới này ha, phòng ở giữa nè. Tại vì nhà của mình là dài đến 15 mét là xây hết luôn, xây full 15 mét nên ở giữa mình làm một cái phòng cho người lớn tuổi sử dụng. Và cửa phòng đó là sử dụng cửa gỗ nha, và cái bản lề là sử dụng inox 304 nè, nó inox 304 ha. Ổ khóa cũng sử dụng của inox luôn nha. Ở dưới thì tường dán lên cao, dán chân tường cao lên 1,5 feet để khi mình lau chùi là nó không có bẩn vô cái chân tường nhà mình ha, sạch sẽ, nhà lúc nào cũng tươm tất mới mẻ hết ra. Như vậy là nhà mình có một cái phòng ở phía sau, ô phòng ở giữa, ở giữa để cho người lớn tuổi sử dụng, và ở phía sau là gian bếp, và bên phải là cầu thang đi lên. Ở dưới cầu thang thì chủ nhà có làm cái kho để chứa đồ, nhà vệ sinh thì nằm ở cuối. Ở đây thì chủ ốp nhựa giả, đây là gỗ nhựa giả gỗ ha. Còn nhựa PVC là chủ dán hết toàn bộ luôn nhà luôn ha, rất là sạch sẽ và sáng bóng luôn nha. Ở trong đây là chủ nhà làm bằng kính cường lực màu, kính cường lực màu ha. Là bếp hồng ngoại, là bếp hồng ngoại, bếp điện từ là có sẵn cho mình luôn, máy hút, thậm chí máy hút là chủ cũng trang bị sẵn cho mình luôn rồi ha. Mình kéo ra thì tự động máy hút nha. Đó, đây bật đèn ha, sáng choang. Đó, công tắc đèn và công tắc máy. Ở đây là chủ nhà trang bị cho mình một cái bộ rửa chén là hot nhất bây giờ luôn á, lên TikTok là thấy hot nhất bây giờ luôn á. Cái này có thớt sẵn luôn nha. Là ở đây là mình có thể là mình rửa nè. Đó, mình bật qua đây ha. Đó, rửa nè, rửa trái cây nè. Đó, rửa trái cây đi ha. Rồi mình chỉnh qua đây. Đó thì mình mở đây, mình có thể mở rộng hoặc là dòi tập trung hoặc mở chia dòi ra ha. Và cái này kéo ra xịt rửa được luôn nha. Đó.
Thì dặn qua đây thì tắt. Và ở đây là có chỗ rửa ly nè. Đó, cái chỗ này là mình rửa ly ha. Đó, để cái ly vô đây đè xuống. Đó. Inox 304 ha. Và ở đây là kính cường lực nha, chủ sử dụng là kính cường lực ha. Còn tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó, đầy đủ hết rồi nha. Đây nè, những cái này mình để muỗng, nĩa, rồi dao, rồi chén. Đó, để rất là nhiều đồ ha, chủ trang bị sẵn hết cho mình rồi nha. Ở trên tủ bếp trên đây nè, đó. Ở đây là chủ gắn cho mình sẵn cái chỗ bộ để chén dĩa luôn ha. Ở đây thì có khay nè, đây bằng gỗ. Thì ở đây là cái khung gắn sẵn rồi, ở đây mình để chén. Đó, đó cái khay, cái này là tháo được, tháo rồi, rửa dội xịn xinh được hết nha. Và ở dưới đây có khay lấy nước nè, khay gom nước nè ha. Đó, khay gom nước, ở trên này cũng vậy. Rất là tinh tế ha, và tỉ mỉ trong từng chi tiết luôn. À, ở ngoài, ở dưới cuối đây nè, chủ nhà có làm một cái lavabo để rửa. Đó, để rửa bên ngoài. Đó. Tường nhà thì dán bằng PVC cao lên nè ha. Nhà vệ sinh thì nằm ở dưới đây, bên đây. Đó. Cửa phòng vệ sinh thì bằng nhôm, sinh pha, kính cường lực. Bên trong thì dán tường ha. Dán tường, dán gạch cao lên đến trần luôn rồi. Có dây điện lắp sẵn cái máy luôn, chỗ vị trí lắp sẵn máy nước nóng lạnh luôn. Vì mình lắp vô mình xài đó. Vòi sen loại lớn ha. Và tường thì được dán bằng gạch lớn dán ngang ha. Bồn cầu thì loại một khối xịn sò nha. Bồn cầu thì loại một khối rất là xịn sò luôn ha. Đây. Đó, bỏ xuống rất êm ha. Và đây là cái chậu rửa bên ngoài. Đó, chậu rửa. Đây, kính thì sử dụng bằng kính cảm ứng ha. Và đây là cái vòi rửa nè. Vòi rửa này có thể xoay, xoay nhiều hướng ha. Cả lên, cả xuống ha. Rồi. Này chỉnh nè, thay đổi được luôn nè ha. Đó. Đây mình có thể mình quay lên mình để mình hứng nước nè. Đó, xuống miệng luôn. Đó. Ha. Ở dưới đây thì có hộc chứa đồ ha. Đó, ở dưới đây cũng có hộc chứa đồ ha. Là mấy cái thiết bị vệ sinh là inox 304 hết nha. Rồi bây giờ Vũ Hồng mời cô chú anh chị và các bạn ngắm lại không gian ở dưới chợt một lần rồi Vũ Hồng quay lên trên lầu ha. Đây là không gian ở dưới chợt nhà mình đây. Đây ở không gian ở dưới chợt đây ha. Đó, từ trước ra sau ở giữa là cái phòng. Và đây là gian bếp. Mình để bộ bàn ăn ở đây. Và ở phía sau cùng là nhà vệ sinh. Ở trên nhà vệ sinh là có một cái kho để mình chứa những cái đồ mình chưa sử dụng tới á. Mình để trên đó cho nó gọn nha. Ở trên đây là trần này là bằng nhựa giả gỗ. Nó có cái đèn trang trí rất xịn sò luôn nha. Cầu thang thì đi lên từ phía sau đi ra phía trước. Mặt cầu thang bằng đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ, bên bằng song sắt và có điểm dài một cái thanh nhôm. Ra một vài cái nút bằng gang ha, gang ha. Và ở trên lầu là có hai phòng. Đó, đây là gian bếp của nhà mình nè, mình đi nhìn ngược lên trên mình nhìn xuống ha. Gian bếp của nhà mình ha. Dưới phía sau ở giữa là nhà, ở giữa là phòng ngủ nha. Đó. Có phía sau có một khoảng này giống như cái lửng á, giúp cho căn nhà mình rất là rộng luôn. Phòng phía sau này có một cái cửa sổ nhìn ra phía cái sạc cái lửng phía sau này. Thì đây là lầu 1. Ở phía trước một phòng, phía sau một phòng, ở giữa là nhà vệ sinh. Đây CP tổng của nhà. Đó, đây mình nhìn lại không gian từ trên nhìn xuống ở phía sau này ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là kích thước nhà mình ngang là 3m2, nở hậu 3m6 và chiều dài là 15m ha. Nhà mình là nằm ở ngay chợ Nhị Thiên Đường, phường 5 quận 8, hẻm 1468 đường Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8. Đây là phòng phía sau của trên lầu. Đó, phòng phía sau nè, cũng có hệ thống cáp, đèn led rồi đầy đủ hết ha. Phòng này thì có một cửa sổ và cửa phòng đi bằng cửa gỗ và bản lề là inox 304 ha. À, mình cùng đi ra phía trước để ngắm không gian ở phía trước nha. Thì ở giữa là một cái nhà vệ sinh để sử dụng chung cho phòng trước phòng sau của lầu 1 ha. Thì thiết bị vệ sinh là inox 304 và có gắn sẵn ổ điện, dây điện cho mình ống cho cấp nước để mình lắp cái máy nước nóng nha.
Thì ở đây là dán gạch, gạch ngang cao lên đến trần luôn, chứ không phải là dán giấy tờ thường ha, dán giấy dán tường đâu nha. Đây là gạch dán ngang theo phong cách hiện đại. Và thiết bị vệ sinh ở đây là bồn cầu một khối inox ha, là mình bỏ xuống là rất là êm luôn á. Bồn cầu, bồn rửa tay, cầu rửa tay, và đây là cái vòi rửa inox 304 kính cảm ứng. Ở dưới đây có hộp chứa đồ ha. Và đây là cái phòng phía trước của nhà mình nè, phòng phía trước này ha, cũng cửa gỗ nha, phòng cũng rộng, có ban công phía bên ngoài. Đó, ban công phía bên ngoài. Ban công kiến ha, inox 304. Đó, và ở trên là tay vịn mà inox 304, còn kính cường lực nha, nói lộn ha. Thì ở đây thì mở ra, đẩy ra ha. Đó, phía ngoài trước nè. Phía trước là căn đó mặt tiền đường Phạm Thế Hiển đó anh chị bạn. Mặt bằng tiền Phạm Thế Hiển á. Ngay chợ xe luôn ha. Đây phía trước nhà mình nè. Vũ Hồng xin nói lại thông tin của căn nhà này ha. Căn nhà mình địa chỉ là hẻm 1468 đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có kích thước ngang là 3m2, nở hậu là 3m6, chiều dài của căn nhà mình là 15m. Nhà có chủ viền hồng, kết cấu nhà là một trệt và một lầu. Nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, nhà bếp rộng rãi. Nhà nằm ngay chỗ chợ Nhị Thiên Đường luôn. Căn nhà này chủ đang kêu bán với giá là 3 tỷ 380 triệu. 3 tỷ 380 triệu giá này còn thương lượng nha, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nhà. Sau đó Vũ Hồng sẽ dẫn gặp chủ để thương lượng thêm về giá cả ha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem hết video clip này. Nếu thấy video clip này giá cả hợp lý thì hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình để giúp cho họ mua được nhà và giúp cho chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video qua nhà lần sau. Xin chào.